nước rất là trong, và đây ở dưới này nó có thêm một cái tầng nữa nè, mọc ở đâu hết mà nó lại mọc ngay cái giếng này. Đúng đó rồi. Chú đang cắm gì xuống kìa, đó chưa tán hả chú? Đó là nước nó cũng bình thường giống như nước sông mình, rất là trong veo luôn. Dạ đây đây để mình là hớt lên nè, thấy không, nước rất là trong luôn, trong xe luôn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại Cầu Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì được sự giới thiệu của anh Pháp là kênh Thái Pháp TV. Pháp Thái TV. Pháp Thái TV chuyên review về gì cây cảnh. Thì Bùi Hồ có liên hệ với anh để anh giới thiệu về một cái giếng nước mấy trăm năm không bao giờ cạn anh Pháp. Đúng rồi. Anh có thể nói giếng ông Tà. Ông Tà là nói chung là quanh năm đều không cạn nước để mà cho bà con nói chung vòng đây người ta tứ vườn tứ này kia gì đó. Rồi trong đó nó cũng có một cái am để thờ, nói chung là thổ thần rồi cái này cái kia. Thì tí xíu nữa mình sẽ vô mình chia sẻ cho bà con xem. Dạ. Nói chung là không phải người dân ở đây thì khó lòng mà có thể biết cái giếng này anh ha. Đúng rồi, chỉ có người dân bán địa ở đây mình mới biết được cái địa chỉ. Và tại vì cái đường đi vô bà con thấy là chỉ có cái đường mòn thôi, do một cái người thân người ta giới thiệu, người ta chỉ mình mới biết được. Chứ nói chung là không có cái cách nào mà để mà vô, tại vì nó nằm sâu trong những cái vườn xài gặm gặp như thế này nè, nên rất là khó để tìm. Và một cái lịch sử nó rất là lâu, nói chung là giếng nước này rất là lâu. Mình vô trong đó thì ngoài hai anh em mình thì có người dân địa phương chia sẻ không anh Pháp? Nếu như mà cũng tùy theo cái hoàn cảnh nữa, ví dụ như có những người nào mà ở vườn người ta tưới đó thì mình may mắn thì mình gặp mình người ở đó người ta chia sẻ. Còn có khi trưa này vắng á, nhầm khi có chỉ có cái am trong đó mình vô mình review thôi, nếu như mà có hên thì vô gặp. Nói chung là bây giờ nghe anh nói thì em đã nóng lòng lắm rồi. Và ở trong đây thì rất là mát luôn. Đúng rồi. Bây giờ quay cái đoạn đường ngắn này chạy vô cái vườn xoài này cho cô bác quý anh chị xem luôn ha. Ở đây thì nó cũng có rất là nhiều cái tâm linh. Cái thứ nhất nữa là một cái cây kế bên đó cũng có một cái cây bằng lăng là rất là lâu đời rồi, khoảng 2-3 người ôm vậy nè. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó nằm xuống nó bị mục rồi, bị sét đánh á. Nhưng mà một cái nhánh thôi. Nhưng hồi lúc trước đó là nó rớt xuống là không, bà con không ai dám lấy hết. Thì trước mặt Bồ Hồ thấy một cái cây đó là cây gì mình cũng không biết nữa. Dạ. Nhưng mà có một cái miễu và cái chủ nhà đó mình cũng đã từng gặp. Và nó cũng là rất là linh thiêng. Bởi vì cái cuộc sống nói chung là cái tâm linh ở đâu nó cũng có, nhưng mà tùy theo bà con có tin hay không thôi. Thì đây là một cái minh chứng để mình đi vô. Thì tí xíu nữa mình sẽ vô trong đó. Còn cái cây đó thì chắc Bồ Hồ cũng sẽ chia sẻ một lần để biết. Dạ rồi thôi bây giờ bắt đầu anh em mình đi. Có câu nói mà anh Pháp nói với em rất là hay, đó là tâm linh là luôn hiện hữu, mà ai tin thì tin, không tin thì thôi. Đúng rồi, đó là một cái giống như là một cái hệ tâm linh để giữa trong cái tưởng tượng của mọi người đó, nhưng mà mình phải tin mới được. Dạ. Đối với mình nha, còn đối với những bà con khác thì mình không biết sao. Không, cái đường đi vô rất là khó ha. Dạ đúng rồi. Mà nó nằm cái giếng nước này lại nằm ẩn ở trong một cái vườn xoài. Và người ta ở đây là cắt trại để canh giữ xoài nha anh Pháp ha. Đúng rồi. Trong đây toàn bộ là bà con trồng xoài và những cái loại cây ăn trái. Dạ. Thì như cái đường đi vô đây đi tẻ qua đó, đó là cái mặt đó. Ồ. Nằm trong trong hiện tại bây giờ nó cũng một rồi. Cái đoạn đường này thì đi ban ngày á thì cái cảm giác mình rất là mát dễ chịu, nhưng mà nếu như mà đi một mình hoặc là đi ban đêm thì chắc có lẽ là cũng ít có người dám đi hơn hết. Đúng rồi. Nhưng mà thấy khi mà lúc trước mình cũng có làm một lần review á. Dạ. Mà đi vô trong tới trong cái giếng nước đó là có một cái vẻ gì đó nó hơi là vắng vẻ và nó khó diễn tả lắm. À, xoài là mà như thế này nè, đó thấy không? Ở cái đoạn đường hôm qua thì bị mưa. Mưa, ở đây mưa ngày qua rất là lớn. Nói chung cái tâm linh đó thì mình lúc nào mình cũng tin và mình cũng rất là đam mê khám phá, nhưng mà do lúc trước mình làm mình đi chia sẻ với anh em thì bữa nay có duyên gặp Bùi Hồ TV. Dạ. Nói chung anh em thì có dịp giao lưu và hôm nay mình có dịp chia sẻ với bà con xem. Cái người Đồng Tháp là luôn dễ thương vậy anh Pháp. Đường rất là khó đi nha bà con. Chia sẻ với cô bác quý anh chị là mình chỉ mới liên hệ với anh Pháp thôi. Thành ra anh ok, mai tôi cũng có lịch quay nhưng mà để tôi dẫn ông đi. Đây còn dạ. Xoài đang thu hoạch quá anh. Chạy xe nối bên kia đi. Rồi, chạy qua cầu đây đi, đậu đây đi. Tại cầu nó thấy yếu. Đậu đây đi. Tại vì phải đi theo một cái bờ
Dạ. Trồng nó trước đi họ. Dạ. Có cô ở cắt rại trong đó nè. Đúng rồi, trong đó cũng có cái một cái người, những người ở vườn trong đó đó. Ờ. Nói chung là ở đây là cái xứ xoài mà. Ta nói là đa số là 90% là làm xoài. À, xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh. À, gái nào bảnh bằng gái Nha Mân. Rồi, tắt khá là không ạ? Khá là. Đúng anh phải. Đúng rồi. À, đặc biệt là xoài Cao Lãnh là xoài xứ Cát Hòa Lộc. Đây là mình phải đi qua thêm một cái dãy đất. Lúc trước mình đi vô đây mình cũng hỏi rất là nhiều, hỏi thăm bà con á. Để mình đi thì đây là mình thấy thấp thoáng bên đó kìa. À. Vô đây vườn rất là mát. Lần đầu tiên thì khi anh tìm hiểu cái giếng này thì anh thấy như thế nào? Nói chung cái cảm giác mà đi vô đây á thì nó có một cái vẻ giống như là tâm linh trong này, thì mình đi nó anh thấy nó hơi giống như là phòng vậy đó. Những ai mà nhát hay là này kia thì nói chung cái cuộc sống ở miền Tây thì ban ngày thì thường người ta vô vườn người ta làm một mình, nhưng mà đối với những người giống như là yếu tim đó, thì cũng rất ít dám tới đây ạ. Tại vì trong này nó có những cái mồ mà hát rồi này kia đó. Ồ. Nó xung quanh vườn mà. Mà em thấy một điều có như một cây đa lớn. Ồ cây đa hả, cây đa. Ồ. Điều như thế này đây là một cái khu vườn nhưng mà không có nhiều người dám đến đây để mà. Cái khung cảnh rất là vắng. Toàn cảnh nghe. Ồ. Có một cái rất có người, có chú ở bên đó, tại vì thấy có cơm rồi chưa. Cái chậu đi qua dãy không trời. Thôi cứ bước đại đi. Gãy không anh? Không, em gãy là em văng xuống luôn ạ. Chắc không đâu ha. Ừ. Không sao đâu. Đấy, đến cái nơi mà mình cần tìm đến thì cô bác quý anh chị. À, chắc có lẽ là tắt máy thắp hương hay là ấy xong rồi cái mình quay hay sao? Mình đến đây thì nói chung mình đặt chân đến đây rồi thì bây giờ mình đốt nhang nén hương đi. Mình để anh đại diện anh đốt nén hương rồi mình sẽ mở máy mình review, tại vì trước tiên mình phải xin phép trước. Dạ. Tắt máy đốt hương trước ha. À. Dễ mà nó thấy mà cắm cái nhang không được luôn. Dạ. À, thưa cô bác quý anh chị, sau một thời gian thì Bùi Hồ cùng với lại anh Thái Pháp đã thắp những cái nén hương ở đây cũng như là thể hiện sự thành kính của bậc hậu bối đối với những bậc tiền nhân. Thì phía trước đây là một cái giếng nước mà theo chia sẻ anh Pháp cũng như là những người dân ở đây á thì nói giếng nước này là không bao giờ cạn và có lịch sử hàng trăm năm. Và cạnh bên cái giếng nước này thì có một cái cây gọi là cây đa. Dạ. Dạ, con mời chú ở đây nói chuyện với anh luôn ha. À, nói đi. Dạ. Dạ, theo chia sẻ của chú thì đây được gọi là giếng ông Tà. Anh Pháp cái lần đầu tiên mà anh lại đây quay thì gặp cái giếng nước ở giữa một cái khu vườn như thế này nè anh Pháp. À. Rồi anh thấy cái cảm giác của anh như thế nào? Thì trước mắt đó là quý bà con và các bạn thấy á, thì một cái giếng nó như thế này và chỉ có một cái dòng khoảng vài chục mét vuông thôi. Nhưng mà thực sự ra thì mực nước rất là trong và cá lội dưới. Thì theo như chú ở đây chia sẻ thì nó tồn tại với nguồn nước rất là nhiều, không bao giờ cạn. Thì ở đây cũng có thấy là một cái máy để mà hút nước lên để mà tưới xài rồi xử lý, nói chung là sử dụng á. Dạ. Thấy hồ thấy không? Cái dạ. Nước này đặc biệt, cái mùa này là mùa nước quay. Nhưng mà cái giếng này ở đây giống như là nó trong veo luôn, giống như là ở biển luôn á. Ờ. Hồ thấy không? Dạ thấy rồi. Thì bên cạnh đây thì có một cái cây này là cây bồ đề. Nói chung cây bồ đề có mẹ ngon âm. Thì còn xung quanh đó thì những cái đền, những cái thờ ông Tà, mẹ ngũ hành. Đúng rồi, rất dạ. Nhiều. À, thôi bây giờ thì trước tiên thì mình sẽ nói về cái giếng nước này đi anh Pháp. Thì anh Pháp trước đây là có hỏi ông chủ rồi rằng ở đây là vì sao được phát hiện, ai là người đầu tiên phát hiện cái giếng này không? Thì lúc đó mình vô đây nói chung mà cũng chia sẻ cũng từng quay một lần rồi, nhưng mà gặp chú ở đây nè. Chú con mời chú ra đây luôn chú. Đi. Dạ. Chú ra đây kể cho con. Chú ra đây kể. Không biết đâu kể có ông chủ á. Dạ. Lúc trước thì cũng rất là lâu rồi, nhưng mà có cái lâu lắm rồi. Mình cũng không nhớ rằng là được lúc đó ông chủ ở đây ông cũng có kể lại, nhưng mà cái thời gian cũng như lâu rồi.
mình cũng không có nhớ được là nó tồn tại như thế nào để mà chia sẻ với bà con. Thì cái sự tích nó thì nói chung là nó chỉ giống như là một cái mạch nước vậy đó, cái mạch nước ở đây để cho bà con. Thường thì khi mà mùa nước khô á, mùa cạn á, thì vòng vòng đây nói chung là đất hầm mương đồ này kia thì nó cạn nước để mà tứ lên cái nguồn mà đồng đồ này kia giống như xoài và cao màu á. Dạ. Thì bà con thấy nó tồn tại nước mãi mãi rồi tới cái mùa khô cũng vậy luôn. Theo anh Pháp có chia sẻ rằng là đây là mùa nước xoay, có nghĩa là mùa nước đổ ở miền Tây, nước từ thượng nguồn về là nước đục. Nhưng mà nước giếng ở đây là cứ trong quanh năm. Và theo em nghĩ thì cái phần này anh mới chia sẻ là người ta sử dụng để tưới xoài của những cái gốc xoài. Mà ở đây cái vườn xoài của mình thì rất là lớn, mà để tưới được hết giáp cái vườn xoài này thì nước ở đây phải nói là cực kỳ nhiều luôn ha chú. Dạ. Thì như họ biết thì những cái mương gạch đồ này kia thì cây cối đồ này kia thì muốn sử dụng tưới cái cây màu đồ này kia thì phải cái nguồn nước nó phải sạch. Dạ. Để mình tưới lên. Dạ. Thì đây là một cái giếng phải nói là nước trong veo và mình có thể uống được. Hiện tại uống được bình thường. Dạ, uống được luôn ha. Rất là sạch. Ừ. Nên những cái hầm, ví dụ như hầm mương thì có thể là bị lá cây rồi khi rớt xuống nó sẽ bị giống như là nó không được sạch á. Dạ. Còn này thì đây có gào lại những cái lớp cước để lá nó không có bụng xuống đây. Dạ. Ở đây nó có nhiều tầng nha. Đứng ở trên này rồi bước xuống tầng rồi xuống dưới đó nữa. Rất là sâu. Em thấy là ở đây là cái giếng này được chia ra làm hai phần và hai phần xây và hai giai đoạn thời gian khác nhau. Cái phần mực ở dưới này là cái phần gạch đã cũ rồi. Đúng rồi. Và người ta đã xây rất là lâu. Còn cái phần ở trên này chắc có lẽ là do ông chủ ông xây hả chú? Ông chủ xây. Ông bỏ tiền ra ông xây. Cái đường kính của cái giếng này là bao nhiêu hả chú ha? Anh bề ngang này 9 à. Bề ngang rộng là 9 mét. À đường kính là 9 mét. Chúng ta cảm thấy là hai anh em cảm thấy mình rất là nhỏ bé so với cái giếng này anh Pháp. Đúng rồi. Dạ. Như quý vị thấy là nó sâu ở dưới là thấy mực nước là nó trong vắt, trong veo đó, chưa thấy cái mặt nước đó, cá lội rồi. Nói chung là nó rất là sạch luôn á. Nước trong giống như là mắt mèo luôn á. Dạ đúng rồi, quá trong rồi. Chú ơi, mình ở đây thì cái giếng nước như thế này đó là mình có sử dụng để mình nấu nướng không chú? Nước chảy. Nước này là để mình xài luôn, sử dụng ha. Xài luôn. Sử dụng ở trong nhà. Mình cứ mùa mưa hay mùa nắng gì thì nước nó vẫn như vậy. Nó cũng y vậy à. Nó có khi nào nó dâng cao lên không chú? Nước lên thì dâng lên tới chớn đó, nước dạ thì cái chớn kìa. À cái chớn đó là giật xuống à. Mà mình rút hoài thì nước nó vẫn trào lên hoài. Còn hoài vậy á. Mưa thì nước mưa nó có động không chú? Thì nó nước nó dâng hoài vậy, mưa nó cũng vậy à. Dạ. Tại sao thì con nghe con với anh Pháp nghe chú kể rằng là giếng này được gọi là giếng ông Tà. Mà tại sao mình gọi là giếng ông Tà hả chú ha? Thờ ông Tà. Dạ thờ ông Tà. Ông Tà là mình phát hiện ông ở đây luôn hay sao chú? Không biết ông chủ lâu lắm rồi. Dạ. Chẳng mấy năm nay vậy. Dạ. Có một cái giai thoại rằng mà em trước khi tìm hiểu cái giếng này đó anh Pháp, em nghe kể rất là hay, là ông Tà là tục thờ của người Campuchia ngày xưa. Đúng rồi. Và sau khi thì ngày xưa ở đây thì cũng có các vị sư đồ ở đây nè. Đó, rồi thờ ông Tà. Rồi sau này thì cũng như là các vị sư đã không còn ở đây nữa, đi chỗ khác. Thì ông Tà được người Việt mình tiếp quản và thờ. Và nên người ta sẽ gọi là ông Tà. Và tục thờ ông Tà là một trong những cái tục thờ độc đáo của người Khmer. Chắc chút xíu nữa là hai anh em mình sẽ xuống cái giếng này rửa mặt cũng như là uống thử nước giếng này anh Pháp. Đúng rồi. Tại đi đường xa cũng vậy. Theo như cái gì cũng vậy, ví dụ như là mình tìm hiểu và mình chia sẻ thì cái độ tuổi mình thì bây giờ chắc có thể là mình chỉ nắm được những cái thông tin theo lời chia sẻ thôi, chứ mình không có được biết về cái giai thoại lúc trước. Nhưng mà có những cái vị cao tiền bối mà giống như là thời trước thì có thể kể lại, nhưng mà do cái thời gian nó quá lâu rồi nên những người đó là nhầm khi người ta cũng đã quá cố rồi, nên mình không có được một cái nguồn kể nó thêm thuyết phục, nó chính xác 100%. Đúng rồi. Ừ. Mình chỉ nghe đồn lại thôi, truyền miệng lại thôi. Dạ. Thì như vậy mình chia sẻ như vậy thì một cái chuyến giếng nước thực sự như vậy là cũng quá là đẹp rồi. Đúng quá rồi. Được rồi. Em lại không nghĩ rằng ngay tại một cái thành phố ồn ào như thế này,
mà tồn tại giếng nước hàng trăm năm như thế này mà lại ít người biết đến. Đúng rồi, tại vì nó nằm hồ thấy không, len lỏi trong những cái vườn xài gặm gặp như thế này thì khó mà phải biết được. Chỉ có ở đây là những bà con ở đây người ta thờ cúng đồ này kia, thì cái đó là một cái phong tục rồi. Dạ. Giống như là một cái tín ngưỡng. Dạ. Anh thì trước đây thì anh đến đây thì anh có đo thử cái độ sâu của cái giếng nước này không anh Pháp? Thì khi đó thì mình đến đây thì hiện tại thì cũng có một chú này ông tứ xài ở đây. Dạ. Nhưng mà lúc đó thì nói chung là đi cũng một mình nên mình cũng không có điều kiện để mình đo được cái này. Nhưng mà lúc đó thì cũng có kéo cái cây cắm xuống thì nó rất là sâu. Có mấy cây xài, mấy cái cây đằng đó đó. Dạ. Cắm xuống thử. Dạ. Chú ơi, chú có khi nào chú thử cái độ sâu xuống dưới này chưa? Không, mặt nó kì là cũng có 3-4 mét à. 3-4 mét là chú là đã xuống dưới đây cắm thử rồi. Ờ, chiều sâu hồi lần có nhét hơn lần thôi. Dạ. Tại vì thường nói chung là che thì che, nhưng mà nhằm khi có những cái lá này kia rớt xuống đó thì lâu ngày nó cũng vậy thôi. Cái nào cũng vậy, lâu ngày nó sẽ tự nó đất, giống như đất nó nở vậy đó. Dạ. Mình cũng phải đem nó lên để mà cho cái nguồn nước nó sạch. Bây giờ hai anh em mình sẽ đi vòng xuống đây mình chia sẻ cái câu chuyện được không? Bây giờ anh Thảo giới ra đi, hai anh em mình để nón nó đi. Theo chia sẻ của anh Pháp á, và theo của chú đây, nước này cứ xanh quanh năm và không bao giờ cạn. Thì cái việc mà nước xanh như thế này, nước ở đây á là nước tù. À, nước nó không có thoát ra thoát vô được hả chú ha? Không, nó giống như là nó chỉ chết một điểm đây và ở dưới nó lừng lên thôi. Dạ. Dưới lừng lên thôi. Trước đây thì em cũng có quay một cái giếng gọi là cái giếng ông Tà. Ở cái, nhưng mà nó lại không rộng giống như này, và nó nằm ở giữa đồng chứ không phải giữa khu vườn như thế này. À, nó nhỏ hơn ha. Nhỏ hơn. Và người ta vẫn nói rằng người ta cũng rút nước hoài không bao giờ cạn. Và đây là một điều khá đặc biệt khi mà ông chủ thể hiện một cái sự tín ngưỡng nè, một cái sự tôn nghiêm, một cái sự hoành tráng cho một cái giếng ông Tà tự nhiên như thế này. Thấy bằng cách là xây dựng những cái bức tường thành nè. Thấy một cái khung cảnh phải nói là giống như là cây đa giếng nước vậy đó. À, okay. Thấy không? Dạ. Một cái tiểu cảnh rất là, cái khung cảnh rất là hoành tráng, là do một cái hồ như vậy. Và có một cái Phật Mẹ Quan Âm và một cái cây bồ đề. Thì bên đây là một cái điểm để mà mình cúng lại mẹ. Dạ. Thì rất là nói chung là cây đa giếng nước thì nghe cái câu nó nói thì rất là hợp lý luôn. Ở trước đây khi em về khu vực miền Bắc á, người ta nói là cây đa giếng nước đầu đình. Đúng rồi. À, là có nghĩa là ở cái đầu làng á, đầu làng chứ không phải đầu đình. Đầu làng thì khi mình bước vô làng thì mình sẽ gặp được hình ảnh là cây đa và giếng nước. Đúng rồi. Mà ngay tại miền Tây này lại xuất hiện một cái hình ảnh cây đa giếng nước, mà ngay cả những người mà người ta thích chơi về cái độ mà chơi về cái hòn Nông Bộ hay là gì đó thì gặp cái cảnh này là phải tuyệt vời. Đúng rồi, nó giống như là một cái phong tục của người Việt Nam mình. Cây bồ đề á. À, còn cây này là còn dữ hơn cây đa nữa, đó là cây bồ đề. Một cái cây mà tượng trưng cho nhà Phật. Đúng rồi. Dạ. Xuất thân từ nhà Phật. Dạ. Phật. Đúng ra cây bồ đề chứ không phải cây đa. Dạ. Nó còn đặc trưng, còn độc đáo hơn ở miền ngoài miền Bắc. Thôi bây giờ thì không nói nhiều nữa. Thì hai anh em mình sẽ bước xuống cái bậc này. Em mời anh đi trước đi ha. Cái bậc thang này nè. Rồi, em mời anh đi trước. Để hai anh em có thể cái thành này á là được tu sửa lại, còn đây là cái bậc thang rất là lâu rồi. Hồ thấy nó gạch nó rất là cũ, đá rất là cũ và đóng gheo luôn. Dạ đúng rồi. Nghe nói rằng là trước đây các vị sư thì cũng thường sử dụng cái giếng nước này đó để sinh hoạt rồi đó. Nước rất là trong, và đây ở dưới này nó có thêm một cái tầng nữa nè, một tầng đi xuống nữa. Cái cảm giác mát lạnh đó anh Pháp. Tại vì cây bồ đề phủ bóng nè, nước rất là mát. Cái cảm giác cực kỳ thoải mái. Cái nền này á, thì nói chung á, là rất là lâu nha Hồ. Dạ. Hồ thấy là gạch đá này bị gieo phủ ha. Gieo phủ. Cái gạch này thì chắc có lẽ là mới xây đây nè. Xây để mà trắng lại á, sợ như lâu đời cái này để mà nó muốn lỡ á. Dạ. Nó lâu ngày á. Ồ. Vậy là giữa cái lòng giếng này thôi thì cũng đã sâu là 3-4 mét. Nè, họ thấy chính giữa nè. Không thấy nước nó trong veo, nhưng mà không thấy được cái mặt cái ấy đất. Em chỉ thấy một màu xanh thôi. Đúng rồi. Sâu lắm. Sâu lắm. Dạ. Chú có thể cho con mạng phép mượn cái cây con cắm, tụi con cắm thử đo cái độ sâu để cho cô bác quý anh chị thấy được cái giếng này. Thôi bây giờ đi đằng kia, em thấy đằng kia nó có điều lạ đằng kia kìa. Anh thấy trước mặt anh là cây gì không? À, cây này là cây bồ đề nó mọc đây nè. À. Đó, cây bồ đề mà nó tự mọc quanh cái thành giếng luôn. Tại vì á, khi mà cây cái hạt bồ đề trái á dạ. mà rớt rồi nó sẽ trôi ở trong cái hồ này.
cái giếng này và nó sẽ mọc, nếu như mà vô đâu là nó mọc đó, bất kể đâu là mọc đó được, vòng vòng ra bên đó nó kìa. Nhưng mà anh thấy nè, từ ở bên đây nhìn qua bên kia cây bồ đề, ở trong cái khu vườn này á thì cây bồ đề này nó lại không mọc ở đâu hết mà nó lại mọc ngay cái giếng này. Đúng đó rồi. Chú đang cắm gì xuống kìa. Đó. Chưa tán hả chú? Tại vì cái cây lồng đó nó nổi á. Ôi ơi. Sâu lắm. Trời. Cái cây này là bao nhiêu mét chú? Cây này cũng 4 mét mấy à. Mà cắm chưa đụng đất luôn. Để cho chú xuống rồi. Nè, tới rồi. Là cái đó là nghiêng là 4 mét mấy đó, là khoảng hơn 3 mét. Hơn 3 mét. Hơn 3 mét. Là quanh năm là cứ vậy hoài chú sử dụng nước này nấu nướng luôn. Cá lội dưới luôn à. Rất là trong luôn. Rất là trong. Nước này ở thành phố cho vô lấy về nó kiểm nghiệm rồi chứ. Là kiểm nghiệm là đạt chất lượng an toàn hả chú? Tại vì nói chung cái mạch nước mà khi mà nước ngầm á, thường mình hay phan giếng á, phan giếng là nói về cái đó là giống như là cái công nghiệp á, để mà hút nước lên là từ máy móc. Để mà sử dụng á thì thường là phèn, nên cái độ sâu đó thường là phèn. Còn ở đây là giếng này giống như cái mạch nước này là mạch nước ngọt rồi. Nên mà hồi thấy không bị phèn. Bị phèn rất là trong. Và những đàn cá bên kìa, nguyên đàn cá bên lội kìa. Thấy không? Ôi. Đi động á, ra vô ăn á. Cá này thì chú có thả xuống không? Không, cá tự nhiên hết luôn. Ông bà ta thường lại nói cái câu là nơi nào có nước thì nơi đó có cá. Đúng rồi. Mà nước càng trong thì cá càng ít, nhưng mà chúng ta lại thấy ở đây là cá nó lội ở dưới đáy mình thấy rõ luôn. Ở đây thì chú thường thấy loại cá nào chú? Thì có cá hồng tông với cá hồng tông với cá sặc. Bảy chầu á. Cá bảy chầu. Chứ mình không có thả cá kia mà. Một cái giếng nước và một cái cây bồ đề thì mẹ ông Âm ngồi rất là nguyên nghiêm ha. Dạ. Rất là nguyên nghiêm. Hình ảnh mà Quan Âm hay là Đức Phật Thích Ca anh. Đúng rồi, hay ngồi những cái góc thường gọi ngồi những cái góc bồ đề, thể hiện một cái sự linh thiêng, cũng như là sự mình thấy ở đây một cái sự thanh thoát sao á. Nó tách biệt như... hoàn toàn với một cái xã hội ồn ào mà nãy anh em mình đi uống cà phê. Đúng rồi, giống như nó nguy nghiêm. Dạ. Tô thêm một cái gì đó nó hải hùng, giống như một cái cây rất là cổ thụ phải không? Dạ. Ngồi dưới góc để mà giống như đó là một cái truyền thuyết của đạo Phật như Phật phải ngồi gốc để mà tĩnh thiền vậy đó. Dạ. Theo chia sẻ mình nó tóm lại là theo chia sẻ của chú ở đây cũng như là anh Pháp thì cái giếng này cái đường kính á, cái đường kính thì khoảng 9 mét và sâu khoảng tầm từ mặt nước trở xuống thì khoảng tầm 3 đến 4 mét, có khi là lên đến 4 mét đến mặt nước trên kia. Và phát hiện cái giếng này á thì chắc có lẽ là khi nào mình có duyên hoặc là chút xíu nữa ông chủ gặp mình thì sẽ hỏi nguyên nhân vì sao phát hiện cái giếng này và lúc xưa thì nó có rộng giống như bây giờ hay không. Anh. Dạ thôi anh em mình lại đi gần đó quay tượng Phật cho cô bác quý anh chị thấy luôn. Rồi sau đó mình sẽ rửa mặt cũng như là uống một miếng nước thử xem ha. Anh Pháp có dám uống không? Bình thường em. Bình thường đi đó. Những cái khi mà cái cuộc sống ví dụ như nó thua nó thường mà anh em mình nói giống như không phải là đâu xa giống như thời kháng chiến rồi đó đi. Có khi là tìm một cái nguồn nước như vậy là rất là khó luôn. Đúng rồi. Đi kháng chiến rất là cực khổ thì thấy được cái lịch sử như vậy thì cái nguồn nước này quá ok rồi, quá tuyệt vời rồi. Ở đây người ta sẽ gọi là cái giếng ông ta. Trước đây cây đa như thế này thì có một hình tượng mẹ Quan Âm đang ngồi nhìn ra một cái giếng giống như là canh giữ vậy. Thì như cái góc này họ thấy là nó rất là lớn tại vì thường thì nước rồi đất thì hòa chung giống như là để mà thổi lên cho cái cây này nó mau lớn nó phát triển vậy. Mà em thấy khu vườn này toàn là xoài không à. Ngoài cây xoài ra thì cái cây đặc trưng nhất là cây bồ đề ở đây. Mà nó bự nhất ở trong đây luôn. Tại vì cây này nó nói chung là nó cổ thụ ở đây. Thường xài thì nó cái một cái phần cây này ông chủ cũng thôi phải 80-90 năm nay á. Dạ 80-90 năm rồi tự mọc luôn. Để trồng hồi đó trồng. Hồi đó ông chủ trồng. Ồ ông chủ cũng rất là coi như là sao anh Pháp nói gọi là sao đây. Ông rất là hiểu về cái phong thủy hả? Đúng rồi, rất là hợp luôn. Dạ. Cây đa giếng nước thường thì mình nói là cây đa nhưng mà thực sự đây là cây bồ đề thì nó cũng là chung một cái dòng cây để mà cho cái cửa Phật kia đó. Dạ. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ khát nước rồi, hai anh em mình rửa mặt cũng như uống miếng nước rồi. Dạ. Dạ. Ẩn nước thôi. Dạ.
Đây hai anh em mình múc. À, bây giờ anh uống tay đi cho nó nguyên thủy giống như ông bà mình ngày xưa uống cho nó. Thì đó đó, thì cái đó là anh múc lên cho em tại vì em cầm máy thì anh đây thì anh sẽ. Dạ chút anh là... thôi bây giờ chút xíu nữa em uống hết cái ly này. Đó, bây giờ anh uống trước rồi lát nữa anh cầm máy cho em. Ok, rất nước rất là mát. Thì cái này giống như nước sông của mình thôi. Nó bình thường. Tại vì đây là nước ở dưới nó lừng lên là cái mặt nước ngầm, còn nước sông rồi có thể là cái cuộc sống mình nó nhiều cái thải để dồn xuống đó. Ở đây là nước giống như là họ thấy không? Che để bụi bặm không rớt xuống. Đó. Ồ, thật sự là nó gì vậy? Mình đã uống một ngậm rồi. Dạ. Thôi bây giờ chắc có lẽ là anh cầm máy giùm em. Em rồi. Sẽ nói một tí xíu. Thưa cô bác quý anh chị, nói chung là mình coi như là hữu duyên để mà có thể đến được cái giếng nước ông Tà như thế này. Và chắc có lẽ là không nói nhiều, nãy giờ cũng chia sẻ được của anh Pháp, Thái Pháp TV. Thì mình sẽ đến đây, mình sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem về cái giếng cổ xưa của ông bà để lại, cũng như là mặt hậu bối sẽ bảo tồn thêm về cái giếng này. Và mình sẽ rửa một mặt một cái và uống một ngụm nước nghe cô bác quý anh chị. Nó là nước nó cũng bình thường giống như nước sông mình. Rất là trong veo luôn. Dạ, đây đây, để mình hớt lên. Thấy không? Nước rất là trong luôn, trong xe luôn. Phải không? Ngay mặt nước ngầm mà ngay mặt nước ngọt ngọt luôn. Nếu như mà ngày hiện bây giờ tại sông Tiền của chính nhánh sông Cửu Long á thì nước ở dưới sông không bao giờ dám uống. Hiện nay như anh Thái Pháp chia sẻ là nước xoay á, nước xoay thành nữ ra là nó rất là đục. Nhưng mà nước ở đây thì hiện nay không cần lỏng phèn mà vẫn có thể uống được. Rất là hay luôn. Và chắc có lẽ là một clip tiếp theo á thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ với cô bác quý anh chị về cái cây bồ đề này, cũng như là ông Tà ở đây, tục thờ ông Tà ở đây. Và nhờ hai anh em sẽ cùng chia sẻ và nhờ chủ ở đây chia sẻ về cái sự tích ông Tà. Và đợi xem ha. Rồi, okay. Dạ. Rồi bây giờ đợi xem clip tiếp theo của cô bác quý anh chị.